Tính tiền cô ơi. Cha ơi, con qua nhà Út Mơ tí nha. Về sớm mà con. Dạ. Út Mơ, mở cửa cho anh. Tại sao em không hiểu lòng anh chứ? Sao em trách móc anh? Mở cửa cho anh đi Út ơi. Anh Hùng, anh có sao không vậy? Đứng lên. Trời ơi, toàn là mùi rượu không vậy? Có sao không? Út Mơ nó về chưa? Út ơi, em ra đây đi. Út Mơ không chịu gặp anh. Út Mơ giận anh. Út Mơ căm thù anh. Không gặp anh. Coi chừng té. Út Mơ. Em là Trúc chứ không phải Út Mơ. Anh yêu em mà Út Mơ. Em là Trúc anh Hùng mà. Út Mơ. Út Mơ. Út Mơ. Anh yêu em Út Mơ. Út Mơ. Anh à. Đừng bỏ anh. Út Mơ. Út Mơ. Đừng bỏ anh. Anh à. Đừng bỏ anh mà Út Mơ.
Trúc ơi, mày sao vậy? Sao lại thao thức? Không, không được thơ tưởng sang vậy. Không, không được như vậy nữa. Không có gì, không có gì. Con làm gì mà uống gì lên đồng vậy? Cha làm con hết hồn mà. Sao giờ này cha chưa ngủ mà cha ra đây? Cha đừng ngủ, nghe lục đục. Cha tưởng ăn trộm nên ra đây nè. Bây làm gì? Từ cái lúc qua nhà Út Mơ tới giờ đã làm như mất hồn. Đâu có gì đâu cha. Con đi ngủ nha. Con nhỏ này chắc là có cái gì để giấu mình đấy ta. Đi ngủ đi. Chuyện tối qua không có như mày nghĩ đâu. Bây giờ tao đang lôn chuyện của má tao lắm. Tao không muốn đi cái gì, muốn chuyện cái gì hết trơn á. Tao với Hai Hùng không có còn gì nữa. Mày cũng đừng có ái ngại. Không phải như vậy mà, tao với anh Hai Hùng không có gì thiệt đó. Bây giờ tao không muốn biết gì hết trơn á. Tao phải đi. Út Mơ, mày nghe tao nói đi mà. Tao đang nghĩ mày luôn á Út Mơ. Có chuyện gì vậy? Cậu Út Mơ, anh còn hỏi chuyện gì nữa hả? Anh đừng có nói với tôi là tối qua không nhớ gì hết nha. Hai người có chuyện gì mà sao Trúc lại có vẻ trách móc mình như vậy? Còn chuyện tối qua là chuyện gì? Ủa, bà Út, bà Út ngoan mua cái gì vậy? Cái con này, trời ơi, tao trẻ, tao đâu có già đâu mà kêu bằng bà nghe thấy ghê vậy mày. Thì tại vì con kêu ông Út là bằng ông, thì con phải kêu bà Út là bằng bà. Chứ mà thiệt ra hả, là bà Út trẻ hơn Út nhiều luôn á. Vậy hả? Bởi vậy ông Út với bà Út không có xứng với nhau gì hết trơn á. Mà con không hiểu làm sao á, hồi đó bà Út chịu lấy ông Út nữa. Ê con, hồi nào tới giờ có ai nói mày vô duyên chưa? Cái tính con nó vậy á mà. Con gái đứa ăn nói ăn không có ngồi ngồi không có hướng gì hết trơn trụi à. Ủa, cô Năm đâu bữa nay sao không thấy bán quán vậy? Trời ơi, bả đi chợ từ hồi sáng sớm tới giờ á. Cái tật gặp ai cũng dẹo nên giờ chưa về á. Ê, nói nghe này bé Dừa. Dạ.
Hôm qua tôi đi ngang quá, tôi thấy ông Đài Loan nào, ông ngồi cô Năm. Ông tới đây chi vậy? Hả? À, cái thằng cha Đài Loan á hả? Ừ. À, ổng á đi kiếm nhà Út Mơ. Mà con nghe nói đâu á là ổng mê con Út Mơ dữ lắm. Nghe nói là tính nhờ Năm con làm mai cho đó. Mê con Út Mơ tính bằng mai? Dạ. Gì kỳ vậy? Hả? Có gì đâu kỳ Út. Trời đất ơi, mày thấy không? Con Thỏ nhà tao đẹp quá mà, đít na quá mà. Ờ. Con Út Mơ đẹp sao bằng nó? Tại sao mê mẩn con Út Mơ? Gì kỳ cục vậy? Bực bội à? Bà Út, bà Út. Gì? Ủa chứ bà Út ngoài đây không có mua gì hết trơn hả? Quán mày có bán bào ngư tổ yến gì cả không? Có thì ta mua, không có thì thôi. Bực bội à? Trời ơi, kỳ vậy? Thiệt tình á. Ông con trai á dễ thương bao nhiêu thì cái bà mẹ khó chịu khó ưa bao nhiêu à. Tội nghiệp anh hay hùng quá. Biết rồi. À, rồi rồi rồi, chị biết rồi mà. Dạ, chị là người ở đó cũng dễ hỏi thăm hơn. Chị ráng tìm nhanh nhanh giùm trong cho em nha. Nay ổng bỏ công việc bên Đài Loan qua đây tìm cô Út Mơ đó. Nếu không tìm ra cũng tội ổng. Mở lại lâu quá thì công ty ổng không ai coi. Trời ơi, mấy hôm nay á hả, tôi cũng nhờ người đi tìm Út Mơ khắp nơi chứ bộ. Nè, tốn không biết bao nhiêu tiền điện thoại với tiền xe ôm rồi đó nha. Dạ, em biết chị cũng vất vả. Em sẽ dùng xe nắng cảm ơn chị Hậu Huỳnh Thương. Ừ, nó phải khoe chứ nào, giờ tôi làm mai mát tay dễ sợ lắm. Không mai thì thôi, mai đâu là dính đó, mai đâu là dính đó à. Nè, kỳ này á nghe, ông trên mà lấy được Út Mơ á, là phải nói ông hậu tạ tôi hậu hĩnh nha chưa? Gấp đôi người ta đó. Dạ, được, chị yên tâm, nhất định không quên công chị đâu. Vậy nghe, em cúp máy ha. Rồi, 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 dạ. Bye bye. Bye. Trúc. Ờ, sao rồi ông? Đây nè, cất vô đi. Trúc bà. À, em đừng bắt chước Mơ tránh mặt anh nữa mà. Anh làm gì sai nói cho anh biết đi. Tối qua anh không nhớ làm gì hết á. Anh có làm gì sai á, em nói để anh còn sửa chữa chứ. Chuyện anh làm mà anh còn không nhớ. Tại anh mà con Út Mơ nó giận em rồi đó. Bây giờ anh biểu em nói. Là nói cái gì bây giờ? Ờ, anh làm cái gì? Chết mình rồi. Anh xin lỗi nha. Em đừng có giận anh. Anh nhớ ra rồi thì cố gắng lựa lời xin lỗi Út Mơ để không nó buồn. Em không có sao đâu. Mai mốt á anh đừng có nhậu như vậy nữa. Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn Trúc nha. Chuyện của anh với Út Mơ anh rối quá. Anh không nhớ gì hết. Em đừng có giận anh nha. Má, má ráng uống nhiều sữa cho có sức nha má. Chứ má mà không chịu ăn uống á, sức đâu mà mổ. Má cứ đau yếu vậy hoài, dù có mổ cũng không hết đâu. Tụi con đừng có chạy tiền lo cho má nữa. Để cái sạp trầu mà buôn bán, mai này còn có chồng, còn có cái mà sinh kế nữa. Má, má đừng có nói vậy. Sạp trầu không có cái này thì con với anh hai kiếm tiền sang cái khác. Còn má thì chỉ có một. Được làm con của má kiếp này là phước phần của tụi con. Má nhớ đừng có suy nghĩ nhiều. Bác sĩ nói đợi sức khỏe của má ổn định, mổ xong xuất viện là má khỏe liền hả? Má cũng có phước lắm mới có được hai đứa con hiếu thảo như vậy. Chỉ tội cho tụi con. Má kỳ quá à. Má cứ vậy. Bác sĩ dặn á là má không được xúc động. Má thương tụi con. Má đừng có buồn nữa.
giữ gìn sức khỏe nha má. Ừ. Đó, má thấy không? Má cười như vậy á, chắc chắn sẽ mau hết bệnh mà. Má uống thêm sữa nha. Hôm rày, sao má không thấy thằng Hai Hùng ghé thăm vậy? Thôi má, má uống thêm miếng sữa nữa nha. Nè, chuyện hôm trước, thằng Hai Hùng nó phận làm con, nó cũng không biết phải xử làm sao. Con đừng có giận nó mà tội nghiệp. Con đâu có giận gì ảnh đâu má. Nhưng mà má anh Hùng vậy, con thấy con đến với ảnh chỉ làm khổ má, rồi cũng khổ cho anh Hùng nữa má. Thôi dì Chính. Con có mua ít cam cho dì Chính uống nè. Tới chơi thăm gì là được rồi. Út à, lấy ghế cho anh Hai Hùng ngồi con. Vậy thôi được rồi, để tự con làm được. Dạ, anh ngồi chơi, tôi đi mua chút đồ. Út có cần mua gì để đi mua cho? Dạ khỏi, tôi tự đi được. Anh cứ ở đây chơi với má. Má ơi, con ra ngoài chút nha má. Ngồi đi con. Mà con Út nhà gì nó hiền quá nên nó còn thò lắm. Có chuyện gì con chạy theo nói cho nó hiểu giùm gì đi. Dạ con cảm ơn dì Chính, dì con xin phép nha. Ừ. Mình làm gì có quá cố chấp không? Nhưng rõ ràng anh Hùng với con Trúc, con Trúc nói tại anh Hùng quá sang. Nhưng nếu không xảy ra chuyện này, mình có nên tiếp tục với anh Hùng không? Út mà. Anh thăm má tôi xong rồi hả? Em đừng tránh mặt anh nữa, cho anh cơ hội giải thích đi. Tôi đâu có gì đâu mà anh phải giải thích. Tôi nghĩ chuyện của tụi mình không nên níu kéo nữa. Anh về đi. Bây giờ tôi phải vô trong đưa má đi xét nghiệm nữa.
Để rót cho. Chà, có hiếu quá ha. Tao nói thiệt mày nghe Thảo. Mày đẹp gái, mày sáng sủa cái mặt. Mà mày nói chuyện vô duyên mà mày ngu nữa. Mày nghĩ sao mà tối ngày mày đi gây lộn với con mẹ năm sắc. Phải không có gây lộn với con mẹ thì kỳ này có con cha Đà Loa xuống đây nè. Thì bà giới thiệu cho mày rồi. Đó bây giờ mày gây lộn bà ghét mà giới thiệu cho Út Mơ. Đó mày ngu phải mà mày lấy được Đài Loan cái tao ba mày đỡ khổ không? Ủa, cái gì mà đỡ khổ? Chắc sắp có tiền đền bù giải tỏa rồi phải không? Đúng rồi, giải tỏa cái hũ mắm trong nhà này nè. Gì hũ mắm? Hũ mắm là gì? Trời, bà đừng khi dễ gái tôi với bà. Chứ không lẽ tôi nói là hũ vàng? Hơ, bà đừng có xem thường con gái ngọc, gái ngà của tôi nha bà. Nè, mai mốt á, tôi gả nó cho Việt Kiều hoặc là ngoại Kiều á. Bà đừng có ngồi không mà bà hưởng phước nha. Trời ơi, công nhận hai cha con không làm được cái tích sự gì hết trơn. Mà được hay cái là nằm mơ giữa ban ngày à. Gả cho Việt Kiều, ngoại Kiều hả? Nằm mơ hả? Trời ơi, còn khuya. Tôi hỏi ông cái xứ này nè. Nó mà không giải tỏa sớm sớm á, thì ai làm khu du lịch để có ngoại Kiều, Việt Kiều mà xuống đây để mà cưới gái không? Trời ơi, đúng là đàn bà không có nhìn xa trông rộng, quanh quẩn trong cái bếp không à. Nè, đừng có coi thường con gái vàng, gái ngọc của tôi nha. Mai mốt mà tôi gả được cho nước ngoài với ngoại Kiều rồi nha, tôi làm đám cưới linh đình nhất cái xóm này, tôi cho bà nở mày nở mặt, tôi cho cái lỗ mũi bà nó tét ra luôn á. Chà, ba nói phải đó ba. Con á mà lấy được chồng giàu hả, con mua vàng cho ba má đeo đỏ tay, đỏ chân luôn, chừa cái ngón út thôi hả ba. Nhớ nghe, hứa cái gì là phải giữ lời nghe con. Trời ơi, nè, làm sao mà đu đeo kiều của Út Mơ đó nghe. Tao nói thiệt với mày á, mẹ con nó nghèo rớt mồng tơi, không có một miếng đất cắm dùi đó nghe. Mai mốt nó lấy chồng Đài Loan mà nó gửi tiền về cất nhà mà hơn nhà tao đó nghe. Trời ơi, lúc đó người ta cười vô mặt mày á. Cái này hơn thua trời ơi. Ủa má, má nói Út Mơ sao? Sao sao gì? Thì nó sắp lấy chồng Đài Loan, giờ nó lên đời rồi đó. Trời ơi, ở đó suốt ngày ông ca ngợi nó, nào đít ne, nào ngoan hiền. Mày nói cái gì đó? Tưởng ai cũng như mày sao? Bộ tôi nói không phải hả? Ông cũng đựng thần tượng đó quá. Tưởng sao, nó cũng mê tiền lấy chồng già, chứ nó có thèm ngó tới cái bằng kỹ sư nông nghiệp vậy đó của ông. Thôi cái kiểu ăn nói châm chọc này đi. Mày la nó cái gì, nó nói đúng chứ nó có sai đâu. Mà tao không hiểu á, có Út Mơ nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày mê nó quá, tối ngày mày ngu ngột thấy sợ à. Má cứ vậy, riết rồi nó không giống ai hết trơn á. Không giống ai cái gì? Cô chịu hết nổi rồi. Đồ thức khôn nhà dạy chợ. Gì hả? Tự nhiên ngó qua tôi là sao hả? Trời ơi, chuyện tụi nó tính lạc đạn qua tôi hả? Thôi để tôi đi. Ở đây nhìn cái ánh mắt bé ngót của bà, tôi ớn quá. Không, con cũng đi luôn. Anh hai, cơm tới cơm lui cũng chỉ hơn 10 triệu à. Rồi còn sắp đầu, mày sang được không? Vợ chồng anh hai tỷ nói phải thêm một tuần lễ hay 10 bữa nữa mới có tiền sang sạp trầu. Nhưng mà cộng lại hết cũng chưa được phân nửa tiền mổ của má. Tao đang tính nói với bà Sáu vô điều kiện cho ơn trước tiền lương một năm, mà không biết bà có cho không nữa. Mày đừng có thở dài nữa, lên trên coi cho má đi. Nhớ là đừng để má biết chuyện nghe chưa. Em biết rồi. Tao đi làm đi. Trời ơi, gặp hai người ở đây năm mừng quá trời quá đất luôn à. Năm đang tính kiếm phòng gì chính lên thăm gì chính nè. Ừ, anh Long, hôm nay không đi làm hả? Giờ đi nè. Năm á, có mua sữa nè, trái cây nè, tính lên thăm gì chính, biếu gì chính đang tẩm bỏ đó. Má tôi đang mệt lắm, ăn không được đâu, chị buông chi cho mất công vậy. Mày lên trên với má đi, tao đi làm đây. Dạ. Người gì đâu mà khô khan thấy sợ luôn à. Chị Năm, anh hai đang lo lắng nên tính tình cọc cặn chút, chị đừng để bụng nha. Chị hiểu mà, lo chứ sao không lo em. Chi phí mổ tim bây giờ đâu phải rẻ đâu, mà hoàn cảnh gia đình em làm sao mà lo nổi chứ. Nè, ngồi đây chị nói nghe. Nè, nói cái vụ khó khăn chị mới nhớ đó nha. Em á, sắp chậu to rồi đó.
thần tài gõ cửa tìm rồi, đừng có lo. Em đừng có ngạc nhiên, cuộc đời này á có nhiều cái nó bất ngờ lắm em ơi, khó đoán được lắm. Nhưng mà chuyện gì vậy chị? Chị nói nghe, cái số của em á coi vậy mà hên á. Chắc là tại em hiếu thảo với cha mẹ nên ông trời thương, chú quý nhân phù hộ em á. Chị nói ai? Em không hiểu gì hết á. Thì còn ai nữa? Ông Chen á. Ông Chen nào? Thôi đi cô ơi, còn giả bộ nữa. Em nghi thơ quá. Người ta mê cái cánh chầu của cô, về tới Đài Loan rồi mà cứ thơ thơ thẩn thẩn, thất tình đó. Cho nên á, qua tới đây để tìm em đó. Ông Chen, Đài Loan. À, chị nói ông khách mà du lịch người Đài Loan á hả? Ừ. Nhưng mà ông đến hàng em có 2 lần à, em cũng đâu có nói năng gì với ổng đâu. Chắc ông có lộn em với ai không? Trời đất ơi, sao mà lộn được em? Ổng á, đi hỏi thăm vòng vòng ngoài chợ, người ta chỉ đích thật là em mà. Nhưng mà chuyện cưới xin á, là chuyện hệ trọng, đâu có nói khơi khơi như vậy được chị. Trời ơi em ơi, sao mà em ngây thơ khờ dại quá vậy? Thời buổi bây giờ tân tiến lắm rồi, người ta quen nhau trên mạng có biết nhau đâu. Đó, toàn nó xạo thôi, vậy mà còn cưới nhau ầm ầm kìa. Uống hồ gì, ổng đã gặp em 2 lần rồi. Mà còn gặp ở chợ nữa chứ, em không nghe người ta nói sao, trai khôn tìm vợ chợ đông. Mà ông này không phải người Việt mà cũng biết ra chợ tìm vợ nữa chứ. Khôn mà cố luôn á. Hay là thôi chị cứ nói là không biết nhà em đi. Tại bây giờ em phải lo cho má, má đang bị bệnh mà chị. Nè, chị nói em nghe nè, chị biết hoàn cảnh gia đình em mà. Bây giờ em muốn lo cho má đâu phải dễ đâu em. Em á mà chịu ổng cưới á, nổi cái tiền nạp tài cho nhà gái thôi, đó nó là em đổi đời luôn á. Với lại á, người ta cũng thương em thật tình, chứ đâu phải đổi chát gì đâu mà em lo. Dạ thôi, chị Năm ghé thăm má em á, em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng mà còn mấy chuyện này em chưa nghĩ tới. Thì chị thương em, thương dì Chính, thương Long, nên chị khuyên vậy thôi. Thì tùy em quyết định thôi à. Nè, nhưng nếu em suy nghĩ lại á, thì cứ nói cho Năm biết nghe không? Dạ. Chị thôi bây giờ em lên lo cho má em đi chị. Ừ, chị đi theo em lên thăm chị Chính luôn ha. Dạ. Sao? Cái thứ đăng nghèo cũng đặt làm giá. Thằng cha nó không chịu Năm thôi, chứ chả mà chịu Năm không tới cửa cưng đâu. Sao? Nghe cũng đặt chảnh, chảnh với chị hết cưng. Đi đâu mà dướng vậy? Trời ơi má ơi, má đứng yên giùm đi. Má làm gì mà như gà mất đẻ vậy đó. Ừ, tao như gà mất đẻ vậy đó. Còn chưa lại má con nữa à. Còn mày nữa hay quá ha. Tưởng sao, cũng thua con nhỏ nghèo kiết xác út mơ. Mệt má quá à. Má nghĩ sao mà con thua nhỏ đó. Má coi nha, một hồi ổng mà gặp tôi á, ổng quên nó liền. Tao cũng mong như vậy đó. Làm gì mà hai mẹ con khắc khẩu quá vậy, cứ gây lộn hoài à. Tôi nói cho cô Năm nghe, cái con nhỏ này nè, cái tánh tài lanh tài lẹ chứ khắc khẩu gì. Nói cho nó biết. Nè cô Năm, nói bữa nay ổng tới mà sao giờ này trễ quá mà chưa có tới. Từ từ chứ chị làm gì gấp dữ vậy. Má, má làm quá người ta tưởng má lấy chồng chứ không phải tôi. Nín mày. Mày á, con sửa soạn, lại con. Sửa soạn lại. Đẹp quá, đẹp. Tôi lên con, tôi lên. Trời ơi, mày nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá à. Vừa mới nhắc em với ảnh lạnh tới liền vậy đó. Dạ hả chị? Dạ. Thôi khách sáo làm gì, người nhà không mà. Dạ. Sao tới trễ vậy em? Dạ, tại em có chút công chuyện đó chị. Không sao, không sao. Tới trễ miễn có tới là vui rồi. Vô. Mình xin lại. Rồi, ngồi nha. Ngồi đi em. Qua đây, qua đây nè. Ngồi đi chị. Nói cho con nói gì đi. Dạ đi. Đi không á. Đi học. Đi học ma, đi học ma. Ai vậy chị? Quen rồi đó. Bà hợp gặp ngoài chợ, ngoài Úc mơ đó. Dạ. Để chị giới thiệu, đây là bé Thảo, hoa khôi của xóm chị đó em. Dạ. Gái tôi đó. Còn đây là Á Khôi, bà Út mẹ bé Thảo. Thôi uống nước nha, để dạ. Chị lấy nước cho uống. Thảo Thảo vô phụ chị cưng. Thảo.
Chứ đi lấy nước đi con. Lấy nước mời đi con. Út mời. Nè, 20 triệu đó, bà chỉ cho mượn như đó thôi. Nếu như mà vợ chồng anh hai tỷ chịu sang sạp trầu, cộng với số tiền này cũng còn thiếu nhiều lắm anh hai. Mày cứ để đó đi thôi. Long vô đó hả con? Dạ. Hai anh em bay nói chuyện gì, nhỏ to cái gì mà giấu má vậy? Dạ không có gì đâu má. Chỉ là con hỏi thăm chỗ làm của anh hai thôi à. Má uống sữa nha con Pha. Có chuyện gì thì nói cho má nghe, đừng có giấu má mà. Không có chuyện gì đâu má. Má cứ nằm nghỉ đi, con đi ra ngoài một chút. Không có gì đâu má. Má đừng có lo. Uống nước, nước dạ, đi, dạ, nó vừa mát lắm. Sức, 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 sức. À, sức, sức, à dạ. Em à, bé Thảo đây cũng muốn lấy chồng Đài Loan. Có gì em thấy nói với ảnh hợp không? Dạ, em nghĩ là chắc chị hiểu làm ý của ông Chen rồi đó. Thì em cứ nói với ảnh cái ý ảnh sao? Nói thử đi cưng. Dạ. 他问你想娶这位小姐吗?如果你想,他会说没。 这位小姐，跟你谈婚姻的事，你想可以吗？不，不是他，搅错了。我想去找一个女孩子，她是卖槟榔的，她的名字是欧妈。啊啊啊！ông nói gì ạ? Ông nói gì mơ mơ vậy em? Nằm mơ hả? Dạ không có. Ông nói là ông muốn tìm Út Mơ. Trước đây chị có hứa là cho ông gặp Út Mơ mà. Sao bây giờ không có vậy? Thì mơ thì mơ. Nhưng mà con nhỏ nó khó tìm quá à. Ừ. Trời ơi, chị tìm dữ dội lắm á nha. Ừ. Chị huy động cả mấy vàng xe ôm của xã này luôn á. Mà tìm không ra. Khó lắm. Khó gì? Nhà nó đừng đó kìa. Nhà nghèo rớt mồng tơi, má nó sắp chết. Con này ngu. Ai mượn mày? Ai mượn? Hai người thông cảm nghe. Con này nó tư tưởng lắm. Đừng để đi. Uống nước. Chị Chính. Cô Bảy. Con. Ủa, cô Bảy. Dạ, cô Bảy ngồi chơi với má con. Nè, cất cái này pha nước cho má Bảy uống. Dạ. Sao rồi? Lóng rài chị thấy trong mình chị sao rồi? Bớt nhiều chưa? Cũng đỡ rồi cô Bảy. Đường xá xa xôi quá, cô lên thăm tôi là quý rồi. Mua chi cho tốn kém vậy? Chị nói ngộ ghê vậy. Chẳng lẽ tôi đi thăm chị, tôi đem theo hai nải chuối này hả? Nói chơi với chị vậy chứ. Tại bữa nay thằng hai con tôi lên quận 5, lấy giải về cho mấy đứa nó may đồ. Sẵn tôi quá gian, tôi lên thăm chị luôn. Dạ. Dạ, cô Bảy ngồi chơi với má con ra ngoài ăn tí. Ừ, bay đi đâu đi, để tao ngồi đây tao nói chuyện với bà cho vui. Trời ơi, thấy mặt bay tao rầu ghê vậy. Dạ. Thấy trong người thì khỏe chưa? Dạ cũng đỡ rồi cô. Phải ráng mà ăn uống thuốc men vô cho nó mau hết bệnh. Chứ tôi nói thiệt với chị ha, thấy thằng Long với con Út Mơ hai đứa chạy sắp chạy nữa, thiệt mà tội nghiệp hết sức. Hai đứa nó có hiếu quá trời luôn vậy. Dạ em biết tìm Út Mơ rất là khó, cho nên đây là chi phí của ổng gửi cho chị để chị tìm Út Mơ giùm. Còn duyên nợ có thành hay không á là do ổng với Út Mơ thôi. Chị nhận cho ông vui chị. Dạ. Thôi mà,
Trời ơi, tiền bạc làm cái gì? Chị nói chị giúp là chị giúp thôi à, chứ không có cần tiền bạc đâu. Thôi mà, chị nhận đi chị. Chị nhận nha. Dạ. Năm nói vậy thôi, chứ thật ra năm gặp ước mơ rồi. Dạ chị. Chứ lại năm đánh tiếng giấc mơ luôn rồi, yên tâm nha. Dạ. Yên tâm. Xí, đồ cái thứ ngu si. Hoa thơm không muốn lại đi đòi kiếm cỏ dại. Ờ, đi kiếm ước mơ đi. Ước mơ. Nhà nó đằng đó đó. Ước mơ. Coi nó có gì hơn tôi không. Má, đi về. Trời ơi, cái cô này nó ngu ghê luôn vậy. Cái miệng ăn bắp muối không. Ờ, mọi người đừng có để ý tới nó nghe. Nó thật tình vậy mà. Con quỷ gì thiệt tình. Tôi về trước nha. Thảo, Thảo, mày về đi mày chết cho tao. Sao má? Không có gì, không có gì. Cô nói làm sao? Thằng Long nhà tôi nó mượn nợ bạc 20 hả? Thì tôi nghe người ta đồn vậy mà. Chị Chính ơi, chị Chính, chị sao vậy chị Chính? Bình tĩnh chị Chính ơi, chị Chính, chị Chính ơi, chị Chính, chị Chính ơi, chị Chính, chị Chính. Má ơi má. Chị Chính ơi. Má có sợ vậy má? Chị Chính, chị Chính. Má đừng làm con sợ vậy má. Tính gì chị Chính ơi. Chị ơi. Chị Chính. Má. Chị Chính. Má có sợ má? Bác sĩ ơi. Má. Chị Chính ơi. Má đừng làm con sợ má. Bác sĩ. Má không sao rồi bác sĩ? Tôi đã dặn là tránh cho bệnh nhân gặp những cơn xúc động mạnh rồi. Rất may là bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Cảm ơn bác sĩ. Với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân như hiện nay, không thể duy trì kéo dài việc dùng thuốc được nữa. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần để mổ gấp cho bệnh nhân. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Khi nào phải mổ bác sĩ? Chiều nay chúng tôi sẽ làm lại một số xét nghiệm rồi mới quyết định. Nhưng chuẩn đoán trước mắt là mổ càng sớm càng tốt. Nếu không, tiên liệu rất là xấu. Sao vậy chị bảy? Anh Hùng. Ủa, Trúc. Gặp ước mơ chưa? Giờ gặp cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Người ta sắp lấy chồng rồi. Anh nói cái gì? Ước mơ nó lấy ai? Từ trước đến giờ ngoài anh ra nó đâu có ai đâu. Người ta sắp lấy chồng Đài Loan giàu có rồi. Cả xã này ai cũng biết hết. Chỉ có mình anh là không biết thôi.
Dọc hơi chứ. Tôi cảm ơn ông, nhưng mà tôi không dám nhận tiền này đâu. Nè, đi bố dọc hơi chứ. Cô đừng có gại, đừng có gại. Cưng, em cứ nhận đi cho người ta vui. Người ta lặn lội từ Đài Loan qua đây để gặp em đó. Nhận đi. Chị Nam, em không dám nhận tiền này đâu. Em đâu có quen biết gì ổng đâu mà nhận. Nhận tiền này kỳ lắm. Trời ơi, kỳ gì mà kỳ, nhận cho chị đi.